Thưa quý vị, mùa tuyển quân năm nay, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số của tỉnh Hà Giang đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Trước ngày lên đường, sắp phải xa gia đình, mỗi tân binh đều có những nỗi niềm riêng. Nhưng trước sự quan tâm của chính quyền địa phương, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân đã sẵn sàng. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng tân binh Thèn Văn Thạnh vẫn quyết định tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ trước sự động viên của mọi người. Những ngày này, tân binh Thèn Văn Thạnh luôn nhận được sự sẻ chia của bà con lối xóm và sự quan tâm của cán bộ cấp ủy, chính quyền địa phương. Tôi bây giờ gia đình cũng rất ủng hộ và tâm lý của tôi bây giờ cũng sẵn sàng để nhập ngũ rồi ạ. Vào trong quân đội thì cũng sẽ luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ. Tuy là địa phương tập trung đông đồng bào dân tộc sinh sống, nhưng xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang luôn có truyền thống thực hiện tốt công tác tuyển quân. Mùa tuyển quân năm nay, xã có 5 công dân tự nguyện viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thì tất cả 5 em đều trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Cấp ủy chính quyền là phân công lãnh đạo các đồng chí ban thường vụ, ban chấp hành xuống trực tiếp từng hộ gia đình. Từ lúc mà các cháu là nhận lệnh đến cái lúc mà đưa các cháu lên xe để lên đường nhập ngũ của năm 2023 thì đều các hộ gia đình và các cháu đều có tư tưởng vững vàng và an tâm nhập ngũ trong năm 2023. Là tỉnh vùng cao biên giới, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Do đó, tỉnh Hà Giang luôn ưu tiên thực hiện các chính sách hậu phương quân đội nhằm tạo động lực cho các tân binh mới hoàn thành tốt nghĩa vụ và giúp ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương. Riêng đối với lại lễ giao quân năm 2023 của huyện Mèo Vạc thì do xuất phát từ chương trình là khuyến khích động viên các quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ thì có kết hợp với chương trình tặng bò cho các quân nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cái buổi lễ giao quân này để động viên khuyến khích các quân nhân nhập ngũ năm 2023 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến ngày 10 tháng 2, các tân binh của tỉnh Hà Giang sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với đất nước. Với sự đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao quân đã được các địa phương thực hiện tốt, góp phần vào một mùa tuyển quân thắng lợi.